Đây là khu nhà màng ứng dụng thí điểm giải pháp nông nghiệp thông minh One Farm nằm trong khu công nghiệp Hòa Lạc, Hà Nội. Với các loại rau củ quả được trồng trên đất, trồng giá thể hay trồng thủy canh. Trong suốt quá trình trồng, hầu như chỉ có 1-2 kỹ sư phụ trách vận hành và kiểm tra định kỳ toàn bộ khu canh tác. Vì vậy, gần như không tốn nhân công chăm sóc hàng ngày bởi tất cả đã được lập trình ngay từ đầu. Đây là khu vực trồng thủy canh với các loại rau ăn lá ngắn ngày được thiết kế rất chính xác và quản lý hoàn toàn bằng hệ thống máy tính. Mô hình thủy canh VNPT Technology chúng tôi áp dụng ở đây là mô hình thủy canh hồi lưu. Các lượng nước và phân bón ở đây sẽ được tận dụng lại và giúp tiết kiệm tối đa lượng nước và phân bón. Thì chúng tôi sẽ có các cái cảm biến để đo các cái nồng độ dinh dưỡng cũng như là đo cái lượng nước có trong bồn. Khi lượng nước do cây sử dụng hao hụt đi thì hệ thống sẽ tự động biết bổ sung thêm nước, và khi cây sử dụng phân bón thì hệ thống cũng sẽ tự bổ sung lượng phân bón thiếu hụt cho cây trồng, tạo điều kiện tối ưu cho cây trồng phát triển. Giải pháp được áp dụng tại đây bao gồm các công cụ giám sát, điều khiển và quản lý quy trình như hệ thống cảm biến đo nồng độ phân bón, lượng nước, nhiệt độ, độ ẩm không khí. Từ đó mà mỗi sự thay đổi bất lợi cho cây được báo về nhanh chóng, điều chỉnh một cách chính xác và không phụ thuộc vào kết nối Internet. Bên cạnh đó, hệ thống dẫn nước, nước tưới, phân bón được lắp đặt ngay bên cạnh khu nhà màng và được tự động hóa theo chế độ cài đặt để cung cấp đầy đủ, chính xác theo từng giai đoạn phát triển của cây. Ở mỗi một giai đoạn khác nhau thì cây trồng thủy canh thì cần có một nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Thì chính vì vậy nên là hệ thống của chúng tôi có thể giúp cho người dùng cạt được là nồng độ dinh dưỡng phù hợp vào từng giai đoạn. Tôi lấy ví dụ giả sử khi cây còn non thì nồng độ EC của dung dịch sẽ thấp, thì hệ thống sẽ tự động điều chỉnh lượng EC xuống thấp để phù hợp với nhu cầu phát triển dinh dưỡng của cây. Hoặc là khi cây đã trưởng thành như thế này thì hệ thống sẽ tự động tăng lượng phân bón theo quy trình đã cài đặt sẵn để tạo điều kiện cho cái cây có khả năng phát triển tối đa, tạo ra năng suất và chất lượng cao. Với các loại rau trồng thủy canh tại đây thì nguồn nước cũng được tuần hoàn để tái sử dụng lại, nên đạt được sự tiết kiệm tối đa chi phí đầu vào, mang lại hiệu quả cao hơn hẳn cho người trồng. Các loại cây trồng trên giá thể hay trên đất cũng được thiết kế và vận hành hệ thống nước tưới và phân bón một cách chính xác và hiệu quả nhất, gần như không hề thất thoát ra ngoài. Chính vì vậy, khi tổng kết từ những con số thực tế, giải pháp One Farm đạt được những con số rất ấn tượng. Tiết kiệm được 60% nhân công, 60-70% lượng phân bón và dinh dưỡng, 60-90% lượng nước. One Farm cũng giúp kiểm soát toàn bộ quy trình từ sản xuất đến thu hoạch, chế biến và vận chuyển theo chuẩn thiết kế, đáp ứng các mô hình trang trại, ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng đa dạng các mô hình canh tác trong nông nghiệp. Và điều quan trọng là vận hành đơn giản với chi phí tối ưu.